Đây là những chiêu thức có thể cứu các cậu khi gặp nguy hiểm. Nếu như người bắt mèo đang cố bắt tụi mình thì dùng chiêu bật lộn người. Thấy chưa, nó dễ lắm. Lambo, cậu làm trước. Tốt. Tới Pilo. Mày lay đây, mày làm tốt chứ? Cậu chỉ mới làm tốt phần bật lên thôi. Cậu còn phải kết hợp với lộn người nữa. Meatball, tới lượt cậu. Mình không có làm được đâu mày lại đi, tại vì cái mông mình bự quá. Mông của cậu rất là mạnh, cậu có thể dùng chiêu bật người và đánh mông. Bật người? Mình không có làm được. Thôi mà Meatball, thử đi. Nhảy đi. Chết rồi. Ủa, sao mình không có đau gì hết? Người đau là mình mà. Các con ơi, ta về rồi, ăn chưa nào? Các con ơi, trên đường về nhà, ta đã tìm thấy một món quà rất là đẹp đó. Thật là thơm, con gửi đi. Ta thấy mình thật may mắn khi tìm thấy đó. Ta nghĩ mình phải cảm ơn. Mặc dây chuyền may mắn, ta làm mất rồi. Không, ta sắp phải đi dự buổi tiệc sinh nhật của Bebina rồi. Có lẽ ta phải đi tìm đó sao thôi. Tụi mình phải tìm mặc dây chuyền cho bà. Bằng cách nào? Mày lại đây, nó có thể ở mọi nơi. Đừng lo, râu của mình sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm mặt dây chuyền. Có thể bà đã làm rớt nó khi tìm thấy bông hoa. Bởi vì cái đi thôi. Tụi mình phải lấy mặt dây chuyền trước. Đi theo chúng đi. Hướng này nè, bởi vì cái Lambo, cậu đưa tụi mình đi đâu vậy? Râu của mình nói mặt dây chuyền của bà Pina đang ở gần nơi bông hoa đã mọc. Nè, hướng này đi tới dòng sông. Ôi không, chỗ con sông, người bắt mèo thường tới chỗ đó tìm kiếm và bắt những con mèo đi lạc. Tự nhiên bây giờ mình lại thèm món mì ý với thịt viên rồi. Vậy là có nguy hiểm. Phải, bởi vì chỗ dòng sông rất là đáng sợ. Không có gì đáng sợ bằng bọn ta. Lister và Scap. Phải, bọn ta biết bọn ta là ai. Sao, chủ nhân của các ngươi làm rớt mặt dây chuyền hả? Bọn ta giúp các ngươi nha. Thật không? Các người nói dối. Phải, tìm được thì lấy, kẻ mất thì khóc. Cẩn thận. Đèn đỏ. Ôi không, họ chạy xa rồi. Mình đã có cách rồi các cậu à. Lemo, cậu đang làm cái gì vậy? Mình đang kêu Igor đó. Cậu ấy thường hay xuất hiện ở xung quanh đây. Cậu nói đúng, cậu ấy là con mèo khỏe nhất trong thị trấn. Cậu ấy kìa. Xin chào Buffy khác. Igor vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, cần mình giúp đỡ gì sao? Chào Igor. Hẹn gặp các ngươi ở dòng sông. Có, tụi mình đang cần sức mạnh của cậu đây nè. Hãy tin Igor. Ah!
mình đi. Mình thấy thèm món mì ý với thịt viên à. Nguy hiểm. Nhưng mình không nhìn thấy Blister và Scarf. Hả? Ơi không, cậu có nghĩ họ đã tìm thấy mặt dây chuyền may mắn của bà Bina không? Không, không. Râu của mình đang chỉ cho chúng ta biết mặt dây chuyền ở đằng kia. Mặt dây chuyền may mắn của bà Bina. May mắn của ta. Ôi, mình lại thèm món mì ý với thịt viên. Khoan đã, có nguy hiểm nữa sao? Ở đâu? Bơ đi, người sao bắt mèo. Ông ta nhanh quá à. Mình không thể dùng chiêu tấn công bằng mông được. Mèo. Mèo mèo. Mèo mèo mèo. Có phải người đang nói Bertie là người thông minh và mạnh hơn loài mèo không? Mình không biết mở cái này. Meatball, cậu sẵn sàng làm anh hùng chưa? Hả? Mình cũng không biết nữa. Trở thành anh hùng thường rất là đáng sợ. Bắt được rồi. Meatball, hãy tin vào cái mông của cậu. Mình sẽ cố. Mông ơi, cố lên. Giờ thì hãy nhanh lên. Ôi, cái mông của tôi. Ây à, ua. Dạ, ua. Dạ, ua. Mắt dây chuyền, đúng là may mắn. Nhờ cái mông mình lấy được nó rồi. Ê, trả lại đây. Phải mau ra khỏi đây thôi. Tới cuối cùng ta cũng bắt được các ngươi rồi. Đã sẵn sàng vào ở trong những chiếc chuồng của ta chưa? Dùng cái cây để cứu họ đi. Ôi cha mẹ ơi, cái dòng sông kìa. Dừng lại, Meatball đang rất sợ. Đương nhiên là sợ muốn chết rồi. Nhưng mà mình không có sợ bằng họ. Cứu vậy. Mình phải cứu được họ. Mình tới đây. Igo rất tự tin về Meatball. Nhìn kìa Pilon. Để mình lo. Hay chưa. Người dễ thương quá. Mau đưa mặt dây chuyền may mắn đây cho bọn ta. Cái gì? Chúng tôi vừa cứu các người mà. Còn bằng hai cái chân của tôi nữa. Phải. Ta thấy rất khó xử. Ta vừa muốn lấy được đồ nhưng mà ta cũng rất muốn cảm cảm ơn. Ôi đầu ta đau quá. Chảy. Ngày mai họ lại trở lại như xưa thôi. Ồ, nó đây rồi. Hả? Ôi dạ. Hay quá. Meatball, cậu chính là anh hùng. Cậu rất can đảm. Nó không hề đau. Cái mông của mình rất là chắc luôn. Nó rất là mạnh mẽ. Nhưng bị dơ rồi. Cảm ơn cậu nha Igor. Igor luôn rất vui vẻ khi giúp Buffy khác. Tạm biệt các cậu. Ôi chào các con. Chắc là các con đói rồi phải không? Ủa? Hả? Dây chuyền may mắn của ta. Thở đi.
hay sao? Ồ, ta đúng là may mắn. Ồ, khoan đã, các con đã tìm nó cho ta đúng không? Ôi không, thật là ngớ ngẩn. Các con chỉ là mèo con, các con không hiểu lời ta nói đúng không? Ôi, các con thật là hài hước. Và ta yêu các con nhiều lắm đó. Ôi, Bitborn, sao con lại dơ như vậy hả? Con phải đi tắm cho thật sạch. Nhưng trước tiên, con phải có một bữa tối nhiều gấp đôi. Meow.